Tại Đồng Nai hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Quản Minh Cường, Phó Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2022. Vào buổi sáng, đoàn đã có buổi làm việc với công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam, 100% vốn đầu tư của Thái Lan tại khu công nghiệp Biên Hòa 2. Theo báo cáo của công ty, hiện nay vấn đề nội địa hóa của nguyên liệu sản xuất phục vụ chăn nuôi của doanh nghiệp là 50%. Năm 2021, công ty đã thực hiện nghĩa vụ thuế là hơn 4,7 nghìn tỷ đồng. Năm 2022 là hơn 2,1 nghìn tỷ đồng. Đơn vị cũng thực hiện nghiêm túc các chính sách chăm lo cho người lao động. Tại buổi làm việc, đại diện công ty đề nghị đoàn đại biểu hỗ trợ thủ tục được niêm yết trên thị trường chứng khoán, đề xuất tỉnh các bộ ngành nên quản lý chặt chẽ thực phẩm nhập khẩu để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đơn giản giải quyết nhanh thủ tục hành chính. Tại cuộc giám sát, Phó Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường lưu ý, với thế mạnh hiện nay, công ty phải xác định phát triển luôn đi liền với đổi mới công nghệ để tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, đảm bảo yêu cầu về môi trường, phù hợp nhu cầu thị trường, giá cả hợp lý, an toàn vệ sinh lao động, bảo đảm sức khỏe người lao động và người tiêu dùng. Khi xây dựng các khu chăn nuôi phải phù hợp quy hoạch. Tại buổi làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Tiger Việt Nam, 100% vốn đầu tư của Nhật Bản tại khu công nghiệp Amata chiều nay, đoàn cũng đã nghe báo cáo về tình hình hoạt động của công ty, thành lập và đi vào hoạt động được gần 10 năm với lĩnh vực chuyên sản xuất bình giữ nhiệt xuất khẩu đi các nước và tiêu thụ nội địa. Hiện công ty vẫn hoạt động sản xuất kinh doanh thuận lợi, hoạt động ổn định và luôn tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, việc mở rộng nhà máy đang tạm ngưng do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng ghi nhận đầy đủ nội dung làm việc để chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp phát triển trong thời gian tới. Để một doanh nghiệp trong nước cũng như doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hoạt động thì trước hết phải dựa trên cơ sở quy định pháp luật. Và bên cạnh đó thì doanh nghiệp đã là doanh nghiệp hoạt động thì phải đảm bảo được vốn, đảm bảo có lãi, hiệu quả và thu nhập người lao động phải đảm bảo. Thì đề nghị là công ty Tiger tiếp tục triển khai theo giấy phép đầu tư mà tỉnh đã cấp. Và qua làm việc chúng tôi đánh giá cao là trong vòng hơn 10 năm thì chúng ta cũng đã tăng lên về doanh số đã tăng 5 lần, về lao động thì cũng tăng 5 lần. Thì đương nhiên với cái tỷ lệ nộp ngân sách cũng tăng theo, đây là một cái rất là tốt. Qua một ngày giám sát các nhà đầu tư nước ngoài, đồng chí Quản Minh Cường cũng lưu ý, trong quá trình thực thi pháp luật, nếu các doanh nghiệp gặp vướng mắc nên có ý kiến, trao đổi với các cơ quan chức năng để xử lý kịp thời.